Hello, xin chào cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game One Road cho mọi người. Thì mọi người biết ở trong update của cái kỳ này thì nó sẽ có một cái cây kiếm mới và gọi là cái trái quỷ Uber V2. Thì hiện tại thì trái Uber V2 mình chưa đủ mạnh nhưng mà mình đã có cây kiếm của Lo rồi mọi người. Kiếm Lo V2 thì bây giờ mình sẽ gọi là test đam cái kiếm Lo V2 cho mọi người xem thử cái kiếm này nó sẽ như thế nào ha. Đây là một trong những cái kiếm gọi là cũng là mythical nhé mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử cái kiếm của Lo này thì nó sẽ như thế nào nhé mọi người. Đây là kiếm OB. Thì để xem thử cái kiếm này nó sẽ gây ra được lượng đam bao nhiêu nhá. Coi thử coi được có phay 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 tê không. Bây giờ chúng ta sẽ em nó vô cho chúng ta sẽ đi cài gọi là cài battery cho nó nhé mọi người á. Đấy, nó hiện hình lên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là đi cài battery cho nó trước nhé mọi người á. Kỳ kêu riêu với phát tôi ghét là xem bình thường nó vậy đó mọi người ạ. Thôi không sao, ai thích xem thì xem. Thì chúng ta sẽ đi họp và báo dư lên luôn nha, báo dư lên luôn à, cài battery nó xong rồi chúng ta sẽ gọi là test chiêu đó. Chúng ta sẽ test chiêu của nó hoặc là chúng ta sẽ đem vào ride nó cho nó này, cứ đi theo này. Thì tôi không qua ly đâu, báo trước nha, đi theo một hồi tôi quýnh chúng là ráng mà chịu á. Làm vậy chi vậy? À, còn 2.000 quá, 2.000 quá tới thôi. À, có con bot này. Bot, mày quýt bot cực quá cho phụ không nha. Đó. À, chưa đủ mua rồi, con bot đi rồi. Chẳng lẽ để tôi quýt tôi cài bot tới chứ. Này. Riêu hay phách làm cái gì thì phá khổ quá chứ. Một ngàn ba nè mọi người ạ. À. Chúng ta sẽ gọi là test như nha. Nãy tôi test là theo cái kiểu chúng ta sẽ coi ngoại hình chiêu thức của nó trước, xong rồi chúng ta sẽ gọi là xong rồi chúng ta sẽ test tam đó. Trời ơi, thấy sớm bình luận nó hơi líu lưỡi xíu mọi người nha. Còn cái thanh kiếm OB này như thế nào, hay là cái kiếm này nhiều khi phải xài chung với cái OB thì nó mới mạnh nữa mọi người ạ. À. Mà tôi chưa chưa có lên OBV2, chưa có lên OBV2 mọi người á, không có ngoại, không có hiệu ứng gì hết à, không có hiệu ứng nữa thì mới đẹp chứ. Tôi đi farm xa xa ra, không có gần mấy ông kia mọi người á. Hãy nghe mắt tôi đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem chiêu nha. Chắc chiêu F là drum hả? Mở chữ F lên như thế nào? QF là gồng lên cái kiếm điện nhé mọi người. Ok. Haki nó không bao cho cái kiếm à. Cái Haki nó không bao cho cái kiếm mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử chiêu nhé mọi người nhé. Để xem có chiêu hức cũng như thế nào, chiêu hức nó như thế nào nha. Xem chủ tịch level 48.000 hả? 48.000, 38.000 cả không quan tâm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chiêu Z nhé mọi người, con ngoại hình chiêu Z nha. Chiêu Z đánh nhìn giống Yoru vậy. Sao đánh ra màu xanh đấy, chém kiểu đánh tại chỗ màu xanh nhìn giống Uber vậy. Rồi kệ đi ha, đó là chiêu Z. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chiêu X nha mọi người nha. Một đường thẳng nha mọi người nha, một đường thẳng. Đây đây đây, lại nha. Đường thẳng. Cũng không có xa lắm mọi người à. Tầm nó tới đây thôi à, tầm nó một khoảng thôi mọi người à. Không xa lắm, chắc chỗ này đánh trúng này. Không trúng luôn à, ủa là sao nữa vậy, gần hơn nữa à, chắc là gần hơn nữa. Ủa là sao, hay là phải có cái rum quánh mới trúng đó hả, phải có trái bơi hả? À không, phải đứng gần đi chơi. Lại đánh tại chỗ nhưng cũng kiểu chứ bình thường mình nghĩ chắc là chúng ta sẽ đến với cái tiết một cái tiết đam của cái cây kiếm này á mọi người, để coi chịu ép có đánh được hay không, hay là chịu ép chỉ để gồng thôi. Chịu ép chỉ để gồng thôi mọi người ơi, chịu ép chỉ để gồng thôi. Chịu bơi thì sao? Để mình nhờ mình đi test nó hiện hình hai cái cây kiếm mà cái vỏ thôi không có gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết một đi test chiêu luôn nhé mọi người á. Tiết một đi test chiêu, tiết một này nó mới quan trọng nè. Cái một đi test chiêu luôn nhé mọi người á. Hướng bên đây coi thử cái thanh kiếm này nó gây ra lượng đam bao nhiêu nhé mọi người á.
Rồi đến lúc gọi là tích chiêu kiếm OB. Kiếm này thì mình nghĩ chắc là lượng nam nó cũng không to đâu mọi người ạ. Chắc là mang tính chất siêu tầm hoặc là chúng ta xài chung với trái OB hay như thế nào đó thôi. Chứ mình nghĩ chắc là lượng nam nó cũng không to đâu. Tôi bị oan. Thì khổ chứ, riêu hay không riêu có gì đâu mà mấy ông ngồi cãi nhau làm cái gì. Tôi yếu lắm. Đây rồi, đây rồi. 500 giây nữa là chắc là cũng đủ làm clip rồi ha mọi người ha. Đó rồi, bắt đầu rồi. Dan ơi, chúng ta sẽ test Dan từ chiêu nhé mọi người nhá. Đó, mình làm ghé bên trước. Có đi à? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chiêu Z. Z là 117B, có hai cái ví dụ nha mọi người nhá. Chiêu Z 117B. Chiêu Z 187B. Chiêu C. Ồ, chiêu C 300 mấy ghê vậy. Chiêu B 129. Ồ, để coi bây giờ mình đánh tổng hợp là có nó được nổi 2T không nhá mọi người nhá. À, quan trọng là nếu mà đánh nổi 2T là ngon, còn mà không nổi thì phải chịu. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là full chiêu nha mọi người nha. Yes. X C V. Ui, không được một tơi hả? Nãy tôi tính lộn mà ha. Chắc đánh đúng một tơi, đúng rồi. Đúng một tơi thôi mọi người ạ. Đánh đúng một tơi thôi. Đó, cái này là có tỷ lệ rồi nha mọi người. Mình tháo đồ luôn rồi á. Nhưng mà nó đánh chỉ được có một tơi đam thôi. Cái kiếm này chắc là cũng gọi là một cái kiếm mang tính chất gọi là săn cho có rồi mọi người ạ. Săn cho có, săn cho đẹp rồi. Chứ không có tác dụng bao nhiêu để mình nhận hết cái này nha. Cái gì vậy? Ui, đường cái này xin ngon nha. Là gọi là một cái kiếm gọi là có tính chất gọi là mang cho đẹp nữa rồi mọi người ơi. Mang cho đẹp nữa rồi. Không sao cả, không sao cả. Miễn chúng ta có sở hữu nó là được rồi mọi người ơi. Chứ mà giờ chúng ta đòi hỏi hơn thì chắc là không có đâu. Mang tính chất sợ gọi là mang tính chất có là được. Chứ nó không có mạnh mọi người ạ. Cái cây kiếm này thì đi trong rai nó ra nha mọi người. Mọi người đi trong rai nó ra thôi. Không có gì khó khăn đâu. Vậy là một cái kiếm nữa nó lại vào danh sách là săn cho có rồi. Chứ gọi là đẹp thì có đẹp, mạnh thì không hề mạnh đâu nha. Rồi, thì mình nghĩ là chắc là cũng quay tầm bao nhiêu đây phút thôi. Chứ mình cũng không biết làm gì nữa. Cái kiếm này nó yếu thiệt mọi người. Nếu mà cái kiếm này nó mạnh á thì chúng ta còn làm clip được thêm. Chúng mà nó yếu quá mọi người. Nó chỉ gây được có một tơi đam thôi. Quá là yếu luôn. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người video sau nha. Bye bye.